Hazlo. Ya lleva. Năm lo mà nó là công thì nó bò đang chạy nhiều rồi à, bị lo không có ý là mình đang chạy nhiều được thôi thì tại nó bò với cái tốc độ nó cho anh không chụp rồi. Lấy chim được không? Tôi lấy chim, tôi đâu có...
Sundown? Yo no voy bien, ¿no? Nói chuyện xe khách nó cũng vừa đường thọ nó quay trở lại. Cắm mà ví dụ mình ngừng lại rồi mình đi hành lang mình quay này kia là xe camera hành trình sao tao cũng quay bình thường đúng không? Cái xe có camera hành trình á, Huy có không? Nhóm chỉnh mà được, nó có cái nút chỉnh á, mày không biết mà cầm mày qua lên xuống cực lắm, có cái nút ở sau lưng á, bóp nó đứng yên mà không biết quên nó chạy tới chạy lui, cái hình cái điện thoại này nó đứng mà nó chạy một vòng vòng chạy phải quen chứ mới lần đầu chạy. Năm bắt đen luôn hả? Ừ. 80 chứ thôi. 80. Làm con à. Này mở đèn à, cái này chưa mở đèn. Sao? Kìa. À, kìa. Kêu anh ba
tao mở đèn mà mày không mở đèn. Có đèn nè. Thằng kia chưa mở đèn, đèn đường á. Đèn đường của nó rồi. Mình vô không mở đèn, đấy nó bắt đó. Nguyên tắc. Năm nay không con có quay. Rồi ra không con. Wow, đẹp luôn. Hết thầm. Lâu lâu anh ta. Để ông hầm luôn hả? Đi về đường Nha Trang Phú Yên á. Về đường Nha Trang đừng để Phú Yên nữa, Phú Yên quạnh lắm á.